Kính chào các bạn sinh viên lớp hướng dẫn viết luận án của VBI. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu và thực tập một kỹ năng rất cần thiết trong việc thực hiện luận án, đó là kỹ thuật đánh số trang. Đây là một kỹ thuật rất là đặc biệt về đánh số trang, kết hợp những chữ Y nhỏ và số 1, 2, 3 ở trên Microsoft Word. Chúng ta thường rất là gặp khi làm tài liệu luận văn, báo cáo, luận án, v.v. Đánh số trang trên Word thường bắt buộc với những các tài liệu tham khảo, sách tham khảo hoặc là luận văn tốt nghiệp, báo cáo. Như vậy, người xem sẽ dễ dàng theo dõi cái nội dung khi được phân thành từng trang riêng biệt. Và trong cách chèn số trang ở trên Word, người dùng đôi khi gặp phải những yêu cầu như là chèn số trang Word từ những trang bất kỳ mà không phải là từ những cái trang đầu tiên. Chèn số trang Word kiểu đối xứng hoặc là đánh số trang kết hợp chữ Y nhỏ và số 1, 2, 3 hoặc số La Mã. Kiểu đánh số trang kết hợp Y nhỏ 1, Y nhỏ 2, Y nhỏ 3 và 1, 2, 3 ở trên Word thường chúng ta sử dụng ở những kiểu tài liệu có phần mục lục, xong rồi tới phần giới thiệu, rồi danh sách các tài liệu tham khảo, các nội dung chính thì sẽ đánh số trang khác nhau. Và giờ đây bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sinh viên đánh số trang kiểu kết hợp chữ Y nhỏ, 1, 2, 3 nhỏ và số 1, 2, 3 hoặc các số khác ở trên file văn bản của mình. Cách đánh số trang 1, Y nhỏ, 2, Y nhỏ, 3, Y nhỏ và 1, 2, 3 kết hợp. Đây là phần đầu tiên chúng ta cần phải thực hiện. Chúng ta cùng sử dụng tài liệu ở dưới đây sẽ bao gồm một số các cái trang mục lục và sau đó là những cái trang nội dung chính. Ở trong văn bản hiện có thì tất cả là 3 trang mục lục sẽ được đánh số trang kiểu là Y nhỏ 1, Y nhỏ 2, Y nhỏ 3. Những trang nội dung chính sẽ đánh số trang theo kiểu là 1, 2, 3. Đây là hình minh họa thứ nhất. Chúng ta nhìn ở bên trái, chúng ta thấy là trang mục lục. Ở bên phải đó là cái nội dung chính. Cái trang mục lục này được copy ở trên máy ở hình minh họa số 1. Chúng ta thực hiện bước đầu tiên. Bước 1, đầu tiên chúng ta cần tìm tới trang cuối cùng ở trong tổng số trang mục lục, mà thực tế ở đây là trang thứ 3, để tiến hành ngắt trang. Chúng ta cùng tiến hành như sau: đặt chỏ chuột ở trang mục lục cuối cùng. Dấu nháy con chuột ở trang mục lục cuối cùng xin được nhắc lại. Bước 2, tiếp đến vào phần Page Layout, rồi chọn vào mục Brick, hiển thị danh sách xuống cái phần Section Brick, chọn Next Page. Như vậy các trang mục lục sẽ được tách với phần những trang nội dung chính. Xem hình minh họa thứ 3. Mũi tên đỏ chỉ vào chỗ Section Brick. Chúng ta bấm vào Next Page. Bước 3, hãy nhấn vào chỗ Insert và bạn nhấn tiếp vào phần Page Number. Xem hình minh họa thứ 4. Mũi tên đỏ chỉ vào phần Page Number. Chúng ta lại tiếp tục nhấn vào cái mục Format Page Number để tùy chỉnh lại số trang theo như ý muốn, như hình minh họa thứ 5 ở dưới đây. Bước 4,
Trong hộp thoại hiển thị phần number format, chúng ta sẽ chọn kiểu số trang đó là chữ Y nhỏ 1, Y nhỏ 2, Y nhỏ 3 cho các trang mục lục. Tiếp đến phần B numbering, hãy tích chọn start S là Y nhỏ để đánh số trang mục lục từ trang đầu tiên là Y nhỏ 1. Sau đó nhấn OK để thoát cái giao diện này như hình minh họa thứ 6. Tiếp tục nhấn vào B number rồi chọn lựa vị trí chèn số trang với top of B, tức là header, hoặc là bottom of B, tức là footer, nếu muốn đặt ở đầu trang hoặc cuối trang. Chúng ta đặt số ở dưới cùng trang ở mỗi vị trí sẽ đều có ảnh minh họa kèm theo để người dùng có thể được nhận biết. Chúng ta nhấn chọn vào vị trí muốn đặt số trang, xem hình minh họa thứ 7. Khi chúng ta đưa trỏ chuột vào thì sẽ ra hiện ra như hình số 7 đây. Chúng ta có thể chọn ở bên trái cuối trang, ở giữa cuối trang hoặc bên phải cuối trang ở mình hình minh họa thứ 7. Kết quả là các trang mục lục đã được đánh số trang kiểu 1 y nhỏ, 2 y nhỏ, 3 y nhỏ đúng với vị trí mà bạn đã chọn. Như hình minh họa thứ 8 đây, chúng ta thấy có mũi tên đỏ chỉ vào 3 y nhỏ cho ở cái trang mục lục cuối cùng. Bước 5. Khi các trang mục lục được đánh kiểu y nhỏ 1, y nhỏ 2 như trên thì những trang nội dung bên dưới sẽ tự động chuyển sang kiểu đánh số 1, 2, 3, nhưng bắt đầu từ số trang kế tiếp mà không phải là chương 1 là trang số 1. Để đổi lại kiểu số trang theo cái kiểu số là 1, 2, 3 bắt đầu từ chương số 1, người dùng đặt cái trỏ chuột tại đầu chương số 1 rồi nhấn vào Insert, nhấn vào B number, nhấn vào format B number như hình minh họa số 9. Nhấn vào B number, nhấn vào format B number. Bước 6. Tại phần number format, hãy lựa chọn dạng số trang mà ở đây chúng ta sẽ chọn là 1, 2, 3. Phần start S chúng ta nhập là số 1. Lưu ý với người dùng mặc định ở start ad sẽ là đánh số 1. Nếu đánh số trang bắt đầu từ số 6 thì trang đầu tiên sẽ được đánh số 6. Nếu các bạn đánh số 3 thì nó sẽ là số 3. Một số bất kỳ nó sẽ là một số bất kỳ. Khi in, nếu bạn đặt lệnh in là trang số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 thì máy in sẽ không đọc được lệnh in mà phải theo đúng như số đã định. Sau đó nhấn OK để lưu lại. Chúng ta xem ảnh minh họa số 10. Hãy nhấn Start S là 1 hoặc số nào đó mà tùy ý muốn. Sau đó chúng ta cùng lựa chọn vị trí đặt số trang. Người dùng nên chọn lựa một kiểu vị trí đặt số trang cho toàn bộ tài liệu một cách thống nhất. Cho dù bạn sử dụng các kiểu số trang khác nhau, hãy xem hình minh họa thứ 11. Ở đây chúng ta chọn bottom of page, ở bên trái, ở giữa hoặc bên phải. Kết quả là chúng ta sẽ có trang số 1 bắt đầu từ chương 1 trong phần nội dung chính, như hình minh họa thứ 12, có mũi tên đỏ chỉ vào số trang số 1 ở phần nội dung chính. Bạn có thể so sánh với hình ảnh dưới đây khi trang mục lục được đánh kiểu là y nhỏ 1, còn chương số 1 thì được đánh là số 1. Chúng ta có thể lựa chọn các kiểu số trang kết hợp nhau tùy theo yêu cầu của tài liệu văn bản. Xem minh họa ở hình thứ 13. Vòng tròn ở dưới cuối cùng của trang mục lục hiển thị 3 chữ y nhỏ. Chưa
chương nội dung chính là chương 1, chương cuối cùng, ở phần cuối cùng của trang đầu tiên của chương 1, chúng ta thấy số 1 nhỏ. Đó là trang 1 của chương 1, hình minh họa thứ 14. Một chú ý nữa, đó là cách xóa số trang tại cái trang cuối. Có một số tài liệu yêu cầu chúng ta là không được đánh số trang ở những trang cuối, như là cái trang tổng kết hay một trang nào đó. Nếu để xóa toàn bộ số trang trên Word thì chỉ cần nhấp vào cái chỗ là remove page number. Nhưng yêu cầu của tài liệu thì chỉ xóa một số trang ở một hoặc là hai trang cuối cùng thì không thể thực hiện cách này được. Chúng ta phải thực hiện theo cách sau đây. Hãy thực hiện bước thứ nhất. Tài liệu của bạn đã được chia thành các section khác nhau. Hãy tìm tới cái trang muốn bỏ số trang và lít đúp chuột vào cái số trang muốn xóa. Tôi nhắc lại, lít đúp chuột vào cái số trang muốn xóa, như hình minh họa số 15, nhít đúp vào cái số 60 này. Bước 2, nhìn lên thanh công cụ, tìm và lít chuột vào cái link to preview để loại bỏ cái liên kết của trang hiện tại với những trang trước đó, như là hình minh họa thứ 16, mũi tên đỏ chỉ vào chỗ link to previous. Bây giờ bạn chỉ cần xóa cái số trang ở cái trang đã chọn, rồi click vào cái chỗ close header and footer để đóng giao diện lại. Kết quả là số trang của bạn đã được xóa, mà những trang khác vẫn còn lại số trang như mong muốn. Xem hình minh họa số 17. Như vậy là các bạn đã biết cách đánh số trang kết hợp chữ y nhỏ 1, y nhỏ 2, y nhỏ 3 và số 1, số 2, số 3, cũng như cách xóa số trang bất kỳ. Những trang khác vẫn giữ nguyên số trang, chỉ cần tách thành các section khác nhau để chèn số trang, hoặc là số trang sẽ được xóa ở trên Word theo như ý muốn. Cầu xin Chúa ban phước trên các bạn ở trong chương trình học này. Một chú ý rất quan trọng, hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Amen.